lần này á, mình phát trực tiếp vào hàng hóa luôn. Bộ chỉ có kế hoạch hả? Bây giờ á, mình sẽ tìm cách mua chuộc người của xưởng An. Canh lô hàng chuẩn bị xuất đi á thì phá. Phá cái kiểu nào á mà lô hàng đó không được xuất đi nữa thì thôi. Như vậy á thì tiêu đời nó thôi, phải không? Có nghĩa là cho nó mất uy tín, rồi đền hợp đồng thấy bà nó luôn. Nhưng mà không được chị. Lỡ nó bị đền tiền nhiều quá, nó đi thưa công an, rồi công an điều tra, rồi chuyện bại lộ, rồi liên lụy mình bị bắt nữa. Trời ơi, thiệt tình à. Nhìn cái mặt của em vậy á, mà em nhát. Thôi được rồi, bây giờ á, nếu như mà công an sờ gáy, chị sẽ đứng ra chịu trách nhiệm, ok? Còn An mà nó bị phá thì lợi là lợi cho ai? Lợi cho em thôi. Thằng Khang bây giờ nó vẫn còn yêu con An, đúng không? Nhưng mà dù sao tụi em cũng sắp đám cưới rồi, em làm gì phải sợ? Có thiệt là không sợ không? Em có nói là không tham gia đâu. Em còn muốn phá tan nát cái xưởng đó cho nó sống dở chết dở luôn kìa. Vậy em mới hả dạ.